Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay lại có món này nha mọi người. Cái cỏ thịt dê đấy nha. Anh em mà thịt con này mọi người. Thịt dê nha. Con này bị nạn. Anh em vừa khiêng về đây. Con này được khi bổ này to này. Bổ ca. Bổ ca ngâm rượu. Thì quả tuyệt vời luôn. Anh em đi đâu hết rồi? Cái là đang cả lống sau nhà. Đội này làm ở đâu đây? À, bên kia. Nhà chủ này có số ngán, sắp thì tử rồi. Lúc này cũng thấy một bầy sau nhà biệt thôi. Cứ thỉnh thoảng làm thịt dê ăn thôi này. Nhà ta có điều kiện mà. Sở gì mà không thịt thế? Nhà có điều kiện. Có hai ba em làm thôi không? Mọi người đi đâu hết rồi? Em đang là cảo lông dê mọi người. Có ba em tự làm thôi. Con này gần 20 kg. Khoảng 17-18 kg. Nhà này nhiều gà thật. Số gà của mấy con gà trống thích thật đó. Các bác thử không tham gia thịt dê à? Dê bị mắc Covid. Nghỉ được rồi. Xuống mà dê phân đi. Thế sao mưa rồi? Nhà cao cửa rộng. Nhà này sắp được đổ rồi. Đổ này đang ghép bột phá. Nhà 1-2 ngày này là được đổ. Trời thì sắp mưa xuống rồi mọi người. Để mình đi xem anh em mổ dế tiền đấu rồi nhá. Giờ này chắc là mổ xong rồi. Làm nhanh quá. Anh em mổ xong rồi mọi người. Giờ đang làm lồng để đưa vào luộc thôi. Đùi kia lại đi một nửa thôi à? Thế còn hai đùi thôi à? Thịt dê mọi người. Dê bị nạn là anh em mang chút giờ nha. Còn nữa bằng này cũng chia nhau luôn nha mọi người. Chia 3 phạt 7. Một người một tí. Thật ra con dê này bị cắn mọi người ạ. Nên anh em đưa về cùng nhau làm thịt thôi nha. Đưa cho gia đình một ít tiền. Rồi làm thịt ăn thôi. Cái phần thịt thì chia nhau. Lòng thì đưa vào luộc ăn tại đây luôn. Có anh em đội thừa đang làm nhà đổ cùng giám gia. Đông như thế này thế là được một người nắm lượng quá. Mất điện luôn rồi. Lòng thấy cào. Ừ. Cái là chín nửa. Lòng đấy hết rồi đó. Súp nó làm cái này.
Cứ chín cho chín, bỏ vào luộc lại đi. Vào đúng một tí là được mà. Đấy đó. Có thêm bín nè, đánh có thêm nè. Này mưa tuyệt mọi người, mưa to rồi. Trời lúc chiều là hừng nắng chứ là mưa tuyệt. Còn mưa bín. Đúng là mùa mưa thật. Mấy ngày nay mưa nắng rất thương mọi người. Vừa ngày mưa ngày nắng. Đây dành lại. Mưa tốt quá. Trời mưa lại bất điền rồi mọi người. Đây vừa có tiền mọi người. Mấy thật. 9 rồi, rõ ra rồi. Đưa anh em mà ngồi vào thôi. Đây, sổ lòng anh em luộc ăn ở đấy nha. Năm sáu. Cái sổ môi này chắc là tốn nhiều rượu lắm. Đội này mai ngồi với nhau thì chắc là cũng phải hết cán rượu này. Đây có hai đội thở say mọi người. Hai đội gặp nhau nha. Xuống đi, anh cũng xuống đi. Anh em làm thêm nồi canh kỳ. Nồi kỳ này không thể thiếu được nha mọi người. Bắt đầu chưa? Bắt đầu! Đủ canh chưa? Bắt đầu mít bây giờ, không mà. Đủ rồi mà. Bắt đầu con lâu. Mấy nhỉ, mấy em nhỉ? Bốn đi cỏ xưa mình đã hả? Anh em dùng tay bốc đuối nha mọi người. Không dùng đũa nhá. Mọi người thông cảm nhá. Mà mát cái gỏ bốc kia. Mới cả mọi người nhá. Uống rượu, lòng dê mọi người. Uống rượu băng cốc, ăn lấy tay bốc, ăn to nổi lớn. Em đâu phá? Phá tủ bắn đi bạn. Đi bạn. Bật không uống. Thôi. Lỏng. Cái đó không bắt đến. Ông vào đặng lên đây. Mi vào đặng đấy. Đánh ông lên. Gần trước. Bỏ đó là buông ngáo, buông mấy ngâu. Mất đồ. Bố mi, đeo đặng à. Mới bảo ngươi ăn đồng dế nhá. Ăn con con máu rồi. Cháu đi mà. Lô mát chứ mà. Bạch. Bạch đằng đi đây. Bạch trái. Nhá ta mày có ra đi. Thật ta luôn hả? Bỏ mi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Bồi quá đi. Đây, ông này, đâu? Nước. Ui, đã có. Đi, mới đi. Bây giờ môi bỏ mi nữa. Đưa bỏ lên, đưa bỏ lên. Ông lâu rồi. Chị mắt cơm cơ ớt, mà chụp hướng nè. Một nảy cái cây hồng của em mà. Hướt chụp hướng đây. Đóng là chị bán đầu mắt cơm, hướt chụp hướng nè. Nhăn mở được thôi. Đăng ơi. Không bê. Ba bạn ơi. Cái phần này ngon này mọi người này. Phần này gọi là cái gì đấy? Sách à? Ờ tăng. Tăng hết là hàng rồi đấy chứ. Ở đây. Mấy chim nhà mà. Ờ tăng chim long. Đúng chim bọ. Đang mà. Bán luôn cả đang mà. Dành cảm ơn. Được ăn nhiều thú cứng.
cái nhọn mình lên lệnh má cái này má. Con này nhìn mặt cũng hiền đấy, mà trở thành thủ phạm này. Mẹ đi bảo, mẹ đi bảo, con này mấy người sát thủ lên đây, đừng ăn nhớ nó lên đây. Bỏ chết trong lại thôi. Anh em mình dùng bỏ cái pìa đi, ý để ngồi đấy không ngon. Đây là anh em trong nhà và cùng đội thợ nó làm đó cho mọi người. Do trời mưa nghỉ sớm mà tham gia đây luôn. Chia cho đội thợ một nửa hai ba người chia nhau. Video mình đến đây cũng kết thúc luôn rồi mọi người. Và tất cả mọi người video kế tiếp nha. Chào tất cả mọi người nha.